5 cân. Khoảng mái 5 cân. Đéo được. Này có bán luôn. Đéo được. 5 cân thì đéo được 2 mâm rồi. Bán thì các anh đi câu uống rượu. Ui. Nghèo. Từ từ đừng quấn nữa Minh ơi. Cần đấy không phải quấn nữa đâu. Ôi 5 cân thôi. Vui được. Con này thì như thấy bé em này ông tòng tí mẹp đấy ông mẹp thế mà ấy được nhỉ cân rưỡi chặt phải đóng ở đây này nó mới đau.